Ngày 29 tháng 1, đại hội 13 của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ghi phiếu ứng cử, đề cử bổ sung vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiếp đó, tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử đề cử bổ sung Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử đề cử. Đoàn thư ký xin ý kiến đoàn chủ tịch về những vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện đại hội 13.